Chương trình Việt Face Tonight được bảo trợ bởi Wellspa, thương hiệu salon furniture đoạt nhiều giải thưởng nhất 4 năm liên tiếp. Astiva Health, bảo hiểm sức khỏe yêu đời. Đây là chương trình Việt Face Tonight với anh Dũng, Thanh Thảo và Tyler Diệp. Kính chào toàn thể quý khán thính giả. Mời quý vị đến với chương trình Việt Face Tonight. Chúng tôi kính mời quý vị cùng bước vào với bản tin buổi tối ngày hôm nay thứ năm ngày 20 tháng 5 năm 2021. Và sau đây là những bản tin của chúng tôi trong chương trình đêm nay. Bắt đầu với tin là Hạ viện thông qua ngân sách tăng cường an ninh điện Capitol trị giá là 1.9 tỷ Mỹ kim. Hoa Kỳ giữ giới hạn du hành tại biên giới Canada và Mexico. Israel chấp thuận kế hoạch ngưng bắn với Hamas sau 11 ngày căng thẳng. Cơ quan khí tượng Hoa Kỳ công bố dự báo cho mùa bão năm 2021. Bộ Ngân khố Hoa Kỳ kêu gọi luật thuế chặt chẽ hơn của IRS đối với tiền ảo Bitcoin. Tổng thống Biden ký thông qua dự luật chống tội ác thù hận đối với người Mỹ gốc châu Á-Thái Bình Dương. Liên Âu nới lỏng hạn chế du lịch, Pháp tái mở cửa tháp Eiffel. Số đơn xin trợ cấp thất nghiệp lần đầu đã giảm xuống mức 444.000, là thấp nhất từ đầu đại dịch. Cựu Tổng thống Donald Trump đã kích 35 thành viên đảng Cộng hòa ương ngạnh vì ủng hộ ủy ban 6 tháng giêng. Và thưa quý vị, bản tin trong ngày hôm nay sẽ được mở đầu với anh Dũng. Vâng, thưa quý vị, trong ngày hôm nay thì Hạ viện Hoa Kỳ đã thông qua một dự luật ngân sách để cải tổ vấn đề an ninh của Điện Capitol trị giá 1 tỷ 900 triệu Mỹ Kim. Việc này nhằm đáp ứng lại sau cuộc nổi dậy bạo loạn ở tại Điện Capitol vào ngày 6 tháng Giêng vừa qua. Hạ viện đã bỏ phiếu với một cái tỷ lệ rất nhỏ, thưa quý vị, 213 trên 12. Trong đó có 3 phiếu trắng từ phía các dân biểu dân chủ và những người cấp tiến gần như đã ngăn chặn dự luật này trong những nỗ lực vào phút chót, vì họ không ủng hộ một khoản ở trong cái phần ngân sách tài trợ này mà sẽ được cung cấp một số tiền cho lực lượng cảnh sát. 3 đảng viên đảng Dân Chủ đã bỏ phiếu trắng, đó là Jamal Bowman của New York, Rashida Tlaib của Michigan và Alexandria Ocasio-Cortez của New York. Trong khi đó thì 3 đảng viên đảng Dân Chủ đã bỏ phiếu không, là gồm có Cori Bush của Missouri, Ilhan Omar của Minnesota và Ayanna Pressley của Massachusetts. Cuộc bỏ phiếu xích sao này đã nhấn mạnh đến cách mà lãnh đạo đảng Dân Chủ Hạ Viện có rất ít các khoản để mà sai sót trong việc thông qua các ưu tiên lập pháp với quy mô hiện nay đối với cái việc mà cải tổ cái vấn đề an ninh tại Điện Capitol. Trong một loạt các hoạt động ngay trước cuộc bỏ phiếu cuối cùng thì ban lãnh đạo đảng Dân Chủ tại Hạ Viện đã tổ chức một cuộc bỏ phiếu theo thủ tục mở trước khi cuộc bỏ phiếu cuối cùng, khi mà họ tích cực đánh bại các thành viên ở tại trong Hạ Viện. Và một cách không rõ ràng là nếu như đảng Dân Chủ có số phiếu để vượt qua cái vòng bỏ phiếu chúng tôi vừa được kể ở trên, khi được hỏi là liệu chúng tôi có thực sự hiểu rõ cái vấn đề này sẽ làm tăng độ, tức là cái ngân sách này liệu có thể làm để cải tổ cái vấn đề an ninh cho Điện Capitol hay không, thì lãnh đạo của đảng Dân Chủ đã trả lời cái điều này sẽ được chứng minh một cách rõ ràng khi mà chúng ta bắt đầu thực hiện các cái công việc này. Việc thúc đẩy tăng cường an ninh của Điện Capitol là một phần trong cách tiếp cận đa chiều của các đảng viên đảng Dân Chủ trong Quốc hội nhằm đáp trả về cuộc tấn công đã diễn ra vào hồi tháng Giêng, ngày 6 tháng Giêng vừa qua. Bản tin kế tiếp liên quan đến biên giới của hai miền Bắc và Nam của Hoa Kỳ, thưa quý vị. Ngày hôm nay, bản tin mới nhất cho chúng tôi thấy là chính quyền của Tổng thống Joe Biden thông báo hôm thứ Năm rằng Hoa Kỳ sẽ tiếp tục thực thi những hạn chế liên quan tới coronavirus đối với việc đi lại không cần thiết qua biên giới đất liền Hoa Kỳ, cả từ Canada lẫn Mexico, cho đến ngày 21 tháng 6. Bộ Nội an đã viết tweet trên Twitter như sau: chúng tôi đang hợp tác chặt chẽ với Canada và Mexico để giảm bớt các hạn chế một cách an toàn khi các điều kiện được cải thiện. Hiện không rõ từ cái dòng tweet của Bộ Nội an thì liệu rằng cơ quan này có dự đoán là sẽ nới lỏng những hạn chế đó ngay sau ngày 21 tháng 6 hay không, hay chỉ đơn thuần là sẽ đánh giá lại nhu cầu đối với những hạn chế vào thời điểm đó. Bộ Nội an đã không trả lời ngay lập tức những yêu cầu được xác minh. Ban đầu thì Bộ Nội an đưa ra những hạn chế đi lại xuyên biên giới ngày 20 tháng 4 của năm 2020 dưới thời của cựu Tổng thống Donald Trump, hơn một tháng sau khi Tổ chức Y tế Thế giới WHO tuyên bố siêu vi khuẩn đã phát triển thành đại dịch. Quyết định của chính quyền về việc giữ nguyên các hạn chế trong một tháng nữa được công bố trong bối cảnh là số trường hợp nhiễm COVID-19 và tử vong tại Mỹ đã giảm,
là quốc gia hiện nay đã sử dụng tới hơn 277 triệu liều thuốc chích ngừa, với 47% dân số đã được tiêm ít nhất là một mũi thuốc cho đến nay. Và thưa quý vị, Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Hoa Kỳ, tức là CDC, hồi tuần trước đã thay đổi hướng dẫn về khẩu trang, nói với người Mỹ rằng họ không cần đeo khẩu trang ở bất cứ các cơ sở nào ngoài trong nhà hoặc là ở ngoài đường, cho đến nếu như họ đã được tiêm chủng đầy đủ. Tuy nhiên, Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden và giới chức y tế của ông vẫn cảnh báo nước Mỹ vẫn chưa thoát khỏi đại dịch, đặc biệt là khi các biến thể COVID có khả năng lây truyền cao đang sinh sôi nảy nở ở các quốc gia khác hiện đã xuất hiện ở Hoa Kỳ. Vào 2 giờ sáng ngày thứ Sáu giờ địa phương, hay là giờ bên Jerusalem thưa quý vị, thì bên Do Thái và cũng như là lực lượng Hamas đã chính thức bước vào một giai đoạn ngừng bắn sau khi nội các của chính phủ của Thủ tướng Do Thái ông Benjamin Netanyahu bỏ phiếu đa số để mà chấp thuận một đề nghị do Ai Cập đưa ra nhằm giảm cái sự căng thẳng hiện nay giữa khối Hamas và quân đội của Israel. Cái việc ngừng bắn này là một cuộc ngừng bắn mà Do Thái mô tả là song phương và cũng như là vô điều kiện, sau khi mà quốc gia này đã giết chết ít nhất là 232 người dân Palestinian, bao gồm luôn 65 trẻ em, trong những cuộc mà gọi là không kích trong suốt 11 ngày vừa qua, khi mà bên Hamas thì bắn hỏa tiễn vào trong lãnh thổ của Do Thái, còn Do Thái thì gửi máy bay để mà anh tạc vô trong những tòa nhà cũng như là những căn cứ địa, những nơi mà họ cho là đã là nơi mà các lực lượng chiến binh Hamas đang trú ẩn. Và hy vọng rằng là cuộc ngừng bắn này nó sẽ bắt đầu cho một cái cuộc đối thoại mới giữa hai bên, với cái sự một là trọng tài của Mỹ và các nước khác trong khối Ả Rập ở tại Trung Đông. Đây là một tin vui phải không ạ? Dạ vâng. Tại vì sau những cái lời tiên đoán của một giới chức cao cấp của Palestine trong ngày hôm qua, ông dự đoán là cái việc mà ký kết thỏa ước ngừng bắn có thể diễn ra trong vòng 24 đến 48 tiếng đồng hồ, thì thực sự nó đã diễn ra trong ngày hôm nay. Liên quan đến vấn đề khí tượng học thưa quý vị, thì trong ngày hôm nay cơ quan quản lý khí quyển và đại dương quốc gia Hoa Kỳ, viết tắt là NOAA, đã đưa ra một thông báo chung. Họ nhận định rằng năm 2020 vừa qua là một mùa bão kỷ lục trong khu vực Đại Tây Dương và Vịnh Mễ Tây Cơ. Tuy nhiên, trong mùa bão Đại Tây Dương năm nay, năm 2021, tính từ ngày 1 tháng 6 cho đến ngày 30 tháng 11 năm nay, có khả năng sẽ có từ 13 cho đến 20 cơn bão được đặt tên với sức gió từ 39 dặm trở lên, 39 dặm một giờ trở lên. Và 6 đến 10 trong số này có thể trở thành bão với sức gió mạnh ít nhất là 74 dặm một giờ. Và sẽ có từ 3 đến 5 cơn bão có thể trở thành bão cấp 3, cấp 4 hoặc là cấp 5 với sức gió từ 111 dặm trở lên. Cơ quan NOAA đã dự báo với cái mức độ, cái xác suất tin cậy đến tới 70% là những điều này có thể xảy ra. Trong khi đó thì các nhà khoa học của cơ quan này cũng đã chỉ ra 3 yếu tố sẽ làm cho cái mùa bão Đại Tây Dương năm nay hoạt động mạnh hơn bình thường. Họ nói rằng bề mặt, nhiệt độ bề mặt của bờ biển, của mặt biển cao hơn bình thường ở vùng biển nhiệt đới Đại Tây Dương và biển Caribbean, kèm theo với hệ thống gió nhiệt đới, gió mùa nhiệt đới của khu vực biển Đại Tây Dương, và cộng thêm với những đợt gió mùa đến từ Tây Phi là những yếu tố có thể làm cho mùa bão Đại Tây Dương năm nay hoạt động mạnh hơn bình thường. Tuy nhiên họ nói là tuy là có mạnh nhưng nó sẽ không vượt quá cái kỷ lục mà những cơn bão năm 2020 vừa qua đã đạt được. Người ta tính rằng trong năm ngoái thì đã có khoảng hơn trên dưới 30 cơn bão được đặt tên, và nó nhiều nhất trong lịch sử được ghi lại trong lịch sử bão tố tại Hoa Kỳ. Nó nhiều hơn 2 cơn bão so với năm 2005. 2005 là người ta ghi nhận được khoảng 28 cơn bão, trong đó bao gồm cả trận bão nổi tiếng Katrina đã đánh vào khu vực Louisiana vào năm 2005. Nói gì thì nói thì trong năm nay 2021, các cư dân ở chung quanh khu vực vừa các vùng ven biển Đại Tây Dương cũng như là vùng Vịnh Mễ Tây Cơ lại phải đón chờ một mùa bão cũng sôi động không kém gì mùa bão năm 2020. Kế đến là bản tin liên quan đến tiền ảo thưa quý vị. Ngày hôm nay thứ Năm thì Bộ Tài chính Hoa Kỳ đã ra một thông báo. Họ đang thực hiện những bước cần thiết để đàn áp những vụ giao dịch và thị trường tiền điện tử hoặc là tiền ảo.
đồng thời cho biết rằng họ sẽ yêu cầu bất cứ một khoản chuyển ngân nào trị giá 10.000 Mỹ Kim trở lên sẽ phải được báo cáo cho Sở Thuế vụ Liên bang IRS. Bộ Tài chính cho biết trong một thông cáo ngắn gọn như sau, tiền điện tử đã đặt ra một vấn đề khám phá nghiêm trọng bằng cách tạo điều kiện cho hoạt động bất hợp pháp trên bình diện rộng, bao gồm cả trốn thuế. Và với cái thông báo này thì giá trị của Bitcoin đã đảo ngược hướng đi. Ngay sau thông báo, trong ngày thì Bitcoin đã tăng được khoảng 9%, nhưng đến sau cái bản thông báo này thì đã giảm xuống nhiều, cuối ngày chỉ còn tăng 1.6%. Và nếu mà quý vị nhớ thì ngày hôm qua đã có lúc Bitcoin mất tới 30% trong một thời điểm, cuối cùng cũng có tăng lại được. Nhưng cái sự thay đổi rất là nhanh chóng và bất ngờ như thế này khiến cho cái giá trị của đồng tiền ảo nó càng nguy hiểm hơn so với những người đầu tư. Thưa quý vị, thông báo của Bộ Tài chính được đưa ra như là một phần của thông báo rộng rãi hơn về những nỗ lực của chính quyền Biden nhằm truy quét nạn trốn thuế và thúc đẩy việc tuân thủ tốt hơn. Trong số các đề nghị mà các giới chức đang xem xét là hỗ trợ tài trợ và công nghệ IRS và những hình phạt nghiêm khắc hơn đối với những người trốn tránh nghĩa vụ đóng thuế của họ. Theo ước tính của Bộ Tài chính, chênh lệch giữa các khoản thuế mà chính phủ Hoa Kỳ nợ và những khoản thực tế đã nộp tổng cộng gần 600 tỷ Mỹ Kim hồi năm 2019. Và cái quy định này đã làm cho các nhà đầu tư rất là lo lắng bởi giá trị Bitcoin đã giảm khoảng 25% trong tháng qua và có những cuộc thảo luận về đầu cơ tràn lên trên các diễn đàn trực tuyến. Các chuyên gia về tiền điện tử lâu năm là người đứng đầu SEC như ông Gary Gensler, Raymond James thì hy vọng là chỉ còn vấn đề thời gian cho đến khi Quốc hội cấp quyền tài phán rộng hơn cho cơ quan quản lý để có thể kiểm soát các dịch vụ mua bán của tiền điện tử. Sáng sớm ngày hôm nay, thưa quý vị, với sự hậu thuẫn của lưỡng viện và lưỡng đảng tại Quốc hội, Tổng thống Joe Biden đã chính thức ký kết và phê chuẩn dự luật COVID-19 Hate Crime Bill. Chúng ta xin tạm dịch là COVID-19 tội phạm liên quan đến vấn đề kỳ thị và hận thù chủng tộc. Nếu quý vị còn nhớ rằng là luật này thông qua tại Thượng viện với đa số lên đến 90 mấy lá phiếu trên 1, và tại Hạ viện cũng tương tự như vậy, hơn 300 mấy các dân biểu đã cùng bỏ phiếu thuận cho luật này. Luật này sẽ tạo ra thêm ngân sách để mà cho các cơ quan công lực địa phương và cũng như tiểu bang có thể truy tố và nhận diện ra đâu là những tội ác liên quan đến vấn đề kỳ thị và hận thù chủng tộc. Thưa chắc quý vị còn nhớ rằng là dựa theo một tổ chức có tên là Stop AAPI Hate, thì theo tổ chức này, từ tháng 3 của năm 2020 cho đến tháng 3 của năm 2011 đã có hơn 6.603 các vụ án liên quan đến vấn đề kỳ thị chủng tộc nhắm vào người trong cộng đồng gốc Á Châu Thái Bình Dương. Đó là những cái vụ án mà họ có thể đúc kết được. Và vì vậy cho nên rằng là hy vọng là với dự luật này tăng cường hình phạt và cũng như là tạo phương tiện để cho các cơ quan công lực có thể đúc kết dữ liệu và truy tố những người mà tấn công người khác chỉ vì vấn đề chủng tộc sẽ được gia tăng trong thời gian qua, thưa quý vị. Vâng, thưa quý vị, ngày hôm nay thứ năm thì Ủy ban Liên Âu, các thành viên trong khối Liên Âu đã đưa đến một thỏa thuận nhằm mở đường để cung cấp những cái chứng chỉ COVID-19 hay người ta thường gọi là cái thông hành COVID để mở cửa trở lại cho vấn đề du lịch ở châu Âu, giống như là những người cộng thêm với cả ban điều hành, ban giám đốc điều hành của tháp Eiffel mang tính biểu tượng ở Paris, Pháp Quốc, thông báo sẽ mở cửa trở lại vào tháng 6 tới đây. Đây là một bước quan trọng hướng tới việc khởi động lại hoạt động di chuyển tự do của Liên Âu một cách an toàn nhất như có thể, đồng thời mang lại sự rõ ràng và chắc chắn cho các công dân của chúng ta. Đây là lời phát biểu của Ủy viên Y tế Liên Âu Stella Kyriakis cho biết. Cái thông hành COVID-19 được coi là một công cụ quan trọng để có thể cứu vãn những kỳ nghỉ hè tại lục địa châu Âu. Và như để ăn mừng thông tin này, thì ban giám đốc, những người điều hành tháp Eiffel ở Pháp, một trong những địa điểm thu hút đông khách du lịch nhất tính cả lục địa châu Âu, đã thông báo rằng họ sẽ chính thức mở cửa trở lại vào ngày 16 tháng 7, sau vài tháng đã phải đóng cửa do đại dịch và vấn đề tu bổ cái tháp Eiffel này để nhằm chuẩn bị cho Thế vận hội tại Paris năm 2024.
Trong khi đó thì người ta thấy là giám đốc ở khu vực giám đốc của Tổ chức Y tế Thế giới tại khu vực châu Âu là Hans Kluge đã cho biết là ngay bây giờ khi mà phải đối mặt với mối đe dọa tiếp tục và những cái sự bất ổn mới hiện nay thì chúng ta cũng vẫn cần tiếp tục thận trọng và nên suy nghĩ lại hoặc tránh đi du lịch quốc tế. Đó là lời tuyên bố của đại diện WHO, Tổ chức Y tế Thế giới đặc trách khu vực châu Âu, đã cho biết như trên. Mặc dù là Liên Âu đã có những cái chính sách nới rộng mở cửa trở lại, tạo sự dễ dàng cho khách du lịch để thu hút khách du lịch trong mùa hè năm nay. Trong khi đó thì người ta vẫn tiếp tục thấy là một số các cái địa phương khác hiện nay cũng đang gặp cái đang nới lỏng những cái giới hạn liên quan đến làm sao để có thể thu hút khách du lịch, kể cả Mỹ Quốc, Thụy Sĩ, Hà Lan và các cái địa điểm nổi tiếng trước đây đã từng thu hút rất nhiều khách du lịch, kể cả Ý là nơi mà trong trận đại dịch vừa qua đã chịu nhiều thiệt hại trong suốt năm 2020. Cũng liên quan đến việc là thị trường và xã hội mở cửa trở lại thì chúng tôi có bản tin liên quan đến số người xin trợ cấp thất nghiệp lần đầu. Bộ Lao động Hoa Kỳ đưa tin hôm thứ Năm là ngày hôm nay là số người Mỹ nộp đơn xin trợ cấp thất nghiệp lần đầu đã giảm xuống mức là 444.000, là mức thấp nhất kể từ đầu của thời đại dịch cho tới nay. So với cái ước tính trước đó cũng là 452.000 thì con số 444.000 cũng thấp hơn và cho thấy là cái đà thấp đang giảm dần, bởi vì so với tuần lễ trước thì con số là 478.000 của tuần trước. Nhưng mà nếu so với một năm trước thì tổng số đơn hồi năm trước cũng là thời điểm này là tới 2.3 triệu đơn. Và trong lúc các cơ quan của Cục Dự trữ Liên bang đã nhấn mạnh là sự cần thiết phải cải thiện hơn nữa bức tranh việc làm, thì những con số mà đơn xin thất nghiệp lần đầu giảm dần như thế này cho thấy là việc làm đang tăng lên một cách nhất quán trong toàn bộ xã hội. Và những con số này cũng đem lại sự lạc quan sau sự thất vọng đáng kinh ngạc của hồi tháng 4, trong đó cái số việc làm không phải là ngành nông nghiệp chỉ tăng có 266.000 so với ước tính của các kinh tế gia là khoảng 1 triệu mới đúng. Và tốc độ phát triển mạnh mẽ của thuốc chích ngừa COVID-19 cũng đã thúc đẩy nền kinh tế Mỹ phục hồi, với việc là Hoa Kỳ vẫn còn tiêm 1.8 triệu mũi tiêm mỗi ngày cho người dân. Thưa quý vị, cái phần lớn sự sụt giảm của công việc làm, là đơn xin trợ cấp thất nghiệp đến từ việc là những người nhận được trợ cấp thông qua các chương trình khẩn cấp liên quan đến đại dịch COVID-19 đã hết, cũng như là những cái tiền bổ sung của các tiểu bang liên quan đến những người đang xin thất nghiệp mà được thêm tiểu bang cho thêm, thì bây giờ là có một số tiểu bang đã thông báo là họ sẽ cắt giảm những cái khoản tiền này. Và tất cả những cái khoản liên quan đến đại dịch sẽ hết vào khoảng tháng 9 năm nay. Nếu mà tính từng tiểu bang thì các tiểu bang có mức giảm nhiều nhất cao bao gồm Georgia, Kentucky và Texas, còn New Jersey thì có mức tăng của số đơn xin thất nghiệp lần đầu lớn nhất. Cựu Tổng thống Donald Trump trong ngày hôm nay phản ứng lại với việc mà Hạ viện Hoa Kỳ đã thông qua một dự luật để mà thành lập một ủy ban điều tra về biến cố ngày 6 tây tháng Giêng ở tại Điện Capitol Hill. Ông nói rằng là 35 dân biểu liên bang thuộc đảng Cộng Hòa mà đã bỏ phiếu cho dự luật này là những người ương ảnh, và họ hình như là không có thể nào mà tự giúp đỡ được cho họ. Và theo ông thì đôi khi nó cũng sẽ có những hậu quả đối với những người nào mà đã yếu kém và cũng như là không có làm việc một cách hữu hiệu. Cử tri sẽ nhớ điều này. Thưa quý vị, tưởng cũng xin nhắc lại thì vào ngày hôm qua, Hạ viện với tỷ lệ là 252 trên 175 đã bỏ phiếu để mà thành lập một ủy ban để mà điều tra về những cái lý do và ngọn ngành là tại sao đám đông đã tràn vô trong tòa nhà Capitol Hill vào tháng Giêng để mà cản trở cái tiến trình đếm phiếu cử đại cử tri đoàn của Quốc hội vào thời điểm đó. Và trong 35 dân biểu đảng Cộng Hòa mà đã bỏ phiếu để mà thành lập cái ủy ban này đó, thì cũng đã có 10 người trong nhóm này đã bỏ phiếu để mà luận tội ông Trump vì cho rằng là ông đã chịu trách nhiệm trong cái cuộc nổi loạn vào cái thời đó, thưa quý vị. Và bản tin vừa rồi cũng đã kết thúc cho chương trình Việt Face này trong ngày hôm nay. Xin cảm ơn quý vị rất nhiều và chúng tôi xin hẹn quý vị lại vào chương trình của tối ngày mai. Chương trình Việt Face Tonight được bảo trợ bởi Wellspa, thương hiệu salon furniture đoạt nhiều giải thưởng nhất 4 năm liên tiếp. Astiva Health, bảo hiểm sức khỏe yêu đời. I heard stories about nurses and doctors working in the ER and ICU without masks.
we made a concerted effort to try to donate as much as we can, and this is all of our stock that we have left. Astiva, bảo hiểm sức khỏe yêu đời. Astiva được thành lập bởi một nhóm chuyên gia y tế gốc Việt. Với sự hiểu biết sâu sắc về nhu cầu sức khỏe và y tế của quý đồng hương trên 65 tuổi thông qua chương trình Medicare Advantage. Astiva gần gũi và tận tâm chăm sóc quý vị đồng hương như chính người thân trong gia đình. Hãy gọi ghi danh với Astiva để bắt đầu một cuộc sống mới khỏe mạnh và yêu đời. 1-866-610-0655. Astiva, bảo hiểm sức khỏe yêu đời. Nếu quý vị thích xem những chương trình này, xin nhấn vào nút subscribe để có được các thông tin và phóng sự mới nhất từ Việt Face TV.